Con trai cứ một mực yêu người lớn tuổi hơn, gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn liền có thái độ thế này đối với nàng dâu. Phản ứng khác biệt của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn khi con trai nhất quyết yêu người lớn tuổi hơn. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của hai cặp đôi nổi tiếng Phan Hiển Khánh Thi và Kiều Minh Tuấn Cát Phượng từng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ngay khi công khai mối quan hệ, ai cũng tò mò với thái độ của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn đối với hai nàng dâu nổi tiếng như thế nào. Việc Phan Hiển thua Khánh Thi 12 tuổi và mối tình cô trò ở thời điểm đó gây xôn xao và nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong một bài phỏng vấn, Phan Hiển từng chia sẻ việc tình yêu với nữ hoàng dancebox từng không nhận được sự đồng tình từ bố mẹ anh. Phan Hiển cho biết thêm, bố mẹ anh lo lắng khoảng cách tuổi tác giữa con trai và Khánh Thi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau khi Kubi ra đời, mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và Khánh Thi dần được cải thiện. Cô thường xuyên khoe ảnh chụp chung thân thiết với các thành viên bên gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng cô rất hiểu, thông cảm cho công việc của hai vợ chồng và chăm lo cho cháu nội rất chu đáo. Mới đầu bị gia đình chồng phản đối, nhưng chính dần dần Khánh Thi cũng được nhà chồng chấp nhận. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp phần lớn là nhờ công của Kobe. Nếu như chuyện tình Phan Hiển từng gặp phải sự phản đối của gia đình nhà chồng, thì cặp đôi Kiều Minh Tuấn Cát Phượng có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Dù Cát Phượng đã có con trai riêng và cô còn lớn hơn bạn trai 8 tuổi, nhưng mẹ Kiều Minh Tuấn không tỏ thái độ gì. Nam diễn viên chính Em Chưa 18 chia sẻ, mẹ im im vậy, không ủng hộ cũng không phản bác. Hồi nhỏ giờ, Tuấn luôn quyết những cái mà mình thích. Gia đình Kiều Minh Tuấn luôn tôn trọng quyết định của anh. Như vậy, mẹ nam diễn viên không phản đối nàng dâu lớn hơn con trai mình 8 tuổi. Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn cũng rất thân thiết với con trai của người yêu. Chuyện tình khá thuận buồm xuôi gió, nhưng cặp đôi này cho biết vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Từng cờ bạc gái gú đến khuynh gia bại sản, cuộc sống của danh hài Hồng Tơ giờ ra sao? Một thời, nghệ sĩ hài Hồng Tơ nướng tất cả tài sản vào chiếu bạc, trở thành kẻ tay trắng chốn chui chốn nhủi vì nợ nần. Nghệ sĩ Hồng Tơ được khán giả yêu mến với nét đặc trưng là nụ cười be he, kèm theo chòm râu dê không đụng hàng. Trên sân khấu, anh luôn biết cách tạo tiếng cười bằng lối diễn xuất tự nhiên hóm hỉnh. Ở thời kỳ Hoàng Kim, anh còn được gọi với biệt danh nghệ sĩ đại gia bởi cách xê cao ngất ngưỡng. Lắm tài nhiều tật, câu nói này không sai với nghệ sĩ Hồng Tơ. Anh từng là một người nghiện cờ bạc, ngay từ bé Hồng Tơ đã ham mê trò đỏ đen. Cứ Tết đến anh lại chơi tôm cua cá đến hết tiền. Khi đã nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, Hồng Tơ tiếp tục lao vào cờ bạc. Anh chơi từ cờ tướng đến domino, bia, bài cào, xì phé tiến lên. Vì quá ham nên anh không thèm đi diễn hoặc hủy show. Theo Hồng Tơ chia sẻ thì những canh bạc của anh thường đánh với số tiền lớn, chơi bạc 6 cây vàng một ván, cá độ 50 triệu một trận bóng. Không những nghiện cờ bạc, Hồng Tơ còn ăn chơi chát tán gái gú. Thời có tiền, tôi có thể đi ba uống rượu, bo cho gái gú. Có đêm, hết vài chục triệu là bình thường, Hồng Tơ chia sẻ. Nhưng cũng vì thế mà Hồng Tơ rơi vào thảm cảnh khuynh gia bại sản. Anh phải bán xe bán nhà để có tiền trả nợ. Khi bị xã hội đen truy đuổi, anh phải trốn chui trốn nhủi. Hết chui vào tủ quần áo, lại leo lên nóc nhà. Đến 30 Tết, Hồng Tơ còn bị chủ nợ tới đồi. Bấm cháy cả chuông cửa, lúc ấy thèm hủ tiếu 5-7 đồng mà Hồng Tơ cũng không đủ tiền mua. Thua bạc hết rồi, gia đình cũng tan nát. Anh phải ly dị vợ, rồi đến ở trong những căn hộ bẩn thỉu, nồng nặc mùi phân. Sau những sóng gió cuộc đời, Hồng Tơ nay đã có cuộc sống ổn định, dần lấy lại tất cả những gì đã mất. Anh cho biết, chính Phật Pháp đã làm thay đổi cuộc đời mình. Số tiền kiếm được anh không tiêu hoang như trước nữa, mà dùng phần lớn để tiết kiệm. Anh tập thói quen làm được bao nhiêu tiền, đem về cho vợ giữ, chỉ đem một ít theo mình để dằn túi. Sau nhiều năm phấn đấu, Hồng Tơ đã mua được nhà chấm dứt cảnh ở trọ. Ngoài ra, anh còn mua 1.200m² đất ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cất một biệt thự vườn kiểu nhà hội đồng thời xưa, làm nơi cho vợ con nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày cuối tuần. Nghệ sĩ Hồng Tơ từng có một cậu con trai với người vợ đầu tiên, nhưng sau đó nhanh chóng ly dị. Đến năm 2012, anh tái hôn với cô gái trẻ kém nhiều tuổi. Hiện tại, Hồng Tơ sống rất hạnh phúc bên người vợ trẻ Kim Loan, kém anh 23 tuổi. Hoài Linh, những bé Kim Cương con gái Hồng Tơ làm con nuôi. Khi không phải đi diễn, Hồng Tơ cùng vợ con đi du lịch. Theo những chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Tơ, bà xã là chỗ dựa vững chắc,
không chỉ hỗ trợ trong công việc mà còn chăm lo gia đình để chồng yên tâm đi làm. Không những vậy, dù biết chuyện Hồng Tơ có quá khứ thua nợ phá sản, bà xã không trách móc mà lại luôn động viên, chia sẻ và là chỗ dựa về tinh thần, vực anh đứng dậy. Việt Trinh, khi nổi tiếng tôi chèn ép trả thù người khác và gặp phải quả báo. Việc nổi tiếng vùng vụt từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh, Việt Trinh chia sẻ. Trong một buổi trò chuyện với các Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, diễn viên danh tiếng Việt Trinh đã kể lại những thăng trầm trong cuộc đời mình. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng bật khóc khi nhớ về mẹ, người cô yêu thương nhất và gây nhiều tội nhất. Tao đánh mày què chân què tay để mày khỏi đi làm mướn. Tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, nên mẹ luôn thương yêu và muốn đền bù tất cả cho con. Trong tuổi thơ, tôi phải chứng kiến mẹ một thân một mình nuôi 7 anh em, rất cực khổ. Cho nên từ trong tâm và hoài bão, tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, lớn nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ. Hồi bé, mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới, rất vất vả. Có một lần, mẹ leo xe về thành phố, nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn người ta chen lấn quá, nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng, máu chảy rất nhiều. Mẹ rất đau, nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp, không tháng sau sẽ đói. Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy, tôi luôn gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy. Thế rồi, tôi đi gặt đậu phộng thuê cho người ta sau giờ học. Các bạn gặt rất giỏi, một ngày được 7-8 thùng, nhưng tôi chỉ được 2-3 thùng thôi, lại trầy hết tay, máu chảy rất nhiều. Vậy mà tôi không cảm thấy đau còn hạnh phúc vì không cần phải xin tiền quà sáng nữa. Những đồng tiền làm được, tôi cất dưới giường, đợi khi nào nhiều sẽ đưa cho mẹ. Sau đó mẹ biết tôi đã nghỉ học 10 ngày để đi làm nên giận lắm, bắt nằm ra giường, vừa đánh vừa la. Mày muốn đi làm mướn suốt đời phải không? Tao đánh mày què chân què tay để mày khỏi đi làm mướn nữa. Tao không muốn con tao thất học. Sau này tôi đi dạy học mới biết mẹ thương lắm mới đánh mình. Nếu mình còn đi làm mướn thì không biết bây giờ sẽ ra sao. Không làm mướn nữa, tôi chuyển sang đi cào đầu đạn đồng trên đường đất đỏ và trong rừng để đem bán kiếm được rất nhiều tiền. Tới một hôm, tôi phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Có anh bạn làm cùng tôi đào được một trái bơm bi và tò mò đập vào bánh xe bò khiến nó phát nổ. Cú nổ này làm anh ta cụt mất một cánh tay, mặt biến dạng. Một anh khác bị thương khắp lưng, máu chảy gột xuống, chết sau khi được đưa đi. Còn một cô bạn của tôi thì bị mảnh bơm xoáy vào tim nên mất tại chỗ. Lúc đó tôi về nhà, mẹ lập tức nắm đầu đánh không nói không rằng, đánh xong mới ôm con khóc vì quá sợ hãi và lo lắng. Sau chuyện đó, tôi quyết định bỏ luôn việc thu lượm ve chai, cố gắng chuyên tâm học hành. Học hết lớp 12, tôi về hẳn thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. 2 năm diễn vai tỳ nữ mới được nhận vai chính. Hồi bé, cứ mỗi năm một lần vào mùa hè, tôi được về thành phố để học tiếng Anh. Năm đó, trước hẻm nhà tôi có đóng phim, tôi bèn chen lấn vào xem. Anh thương tính thấy mình đen và to nhất, nên gọi tôi tới và bảo, con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè, thích đóng phim không, qua kia với chú. Chỉ có chút xíu như vậy nhưng lại reo vào đầu tôi suy nghĩ mãnh liệt là muốn trở thành một diễn viên. Kể từ đó tôi đam mê nghiệp diễn lắm, ngày nào giặt đồ cũng treo mền lên, giả làm cánh gà sân khấu để bước ra chào. Tiếp đó tôi còn rủ tụi trong xóm đóng cải lương, bày bán vé trả bằng kẹo. Hết lớp 12, gia đình muốn tôi theo nghề cô giáo giống chị, nhưng mình vẫn đam mê đóng phim. Đúng ngày chuẩn bị thi vào sư phạm thì tôi đọc được thông báo tuyển diễn viên ở 16 Lê Quý Đôn nên chạnh vội đi thi và xung phong lên trước để còn về nấu cơm kịp. Nhờ đó mà tôi được cộng điểm vì tinh thần mạnh dạn, không sợ mắc cỡ. Cái duyên điện ảnh đến từ đó. Cả gia đình tôi biết tôi muốn theo nghiệp diễn nên đều phản đối gay gắt. Lúc đó tôi chỉ biết cầu trước Phật rồi đem cầm nhẫn và đôi bông tai vàng của mẹ để đóng tiền học. Tôi hứa sẽ chuộc lại sau khi có tiền cát xê. Được nhận là một vai phụ trong bộ phim Đêm Hoang Tưởng, sau 2 năm tất bật với vai tỳ nữ, tôi được diễn vai chính và nổi tiếng. Từng háo thắng, kiêu căng và chèn ép người khác để trả thù. Có một lần, tôi được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó, vỡ làm 3-4. Anh thiết kế ra chửi thật nặng, diễn viên gì mà ngu, mày đền cho tao.
Tôi khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đợi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình. Khi tôi đóng Ngọc Trong Đá với Trần Cảnh Đôn, tôi đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tương tự với anh thiết kế, tôi cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta. Việc nổi tiếng vùng vụt từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu. Đi vô nhà hàng là kêu đủ thứ mồi đắt tiền, chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Sau này, tôi phải nhận quả lớn do gieo nhận nhân đó, nếu không có biến cố không biết mình sẽ đi vào đâu. Khi nổi tiếng mình cứ ngỡ hào quang là thật nên sống giả trước mọi người, nhưng khi về nhà lại vô cùng đau đớn không thể chia sẻ với ai. Thậm chí có lúc mình muốn bỏ cuộc đời này ra đi. Những lúc bị công chúng quay lưng, tôi thực sự mất phương hướng, nhìn mọi thứ nhòe đi, 3 ngày liền không ra khỏi giường, không ăn, không uống và muốn tự tử. Thế rồi tôi uống rượu, tới phát phì cả người, xuống dốc cả về nhan sắc lẫn sức khỏe. Tôi chỉ bỏ rượu khi nghe được lời của đứa cháu nhỏ, rượu là kẻ thù của sắc đẹp. Bởi vậy tôi nhận ra, khi may mắn được hưởng ân huệ tiền kiếp thì phải sống với chánh niệm, đừng ngủ quên trong chiến thắng, gây nhân rồi gặp quả. Quy y sau cái chết của mẹ, thà người ta phụ mình, chứ mình không phụ người ta. Có những lúc tôi quỳ khóc dưới chân Phật Quan Âm, nhưng rồi lại đau vào đấy. Chỉ tới khi biến cố xảy ra, tôi mới thay đổi. Trong 2 năm, tôi mất cả anh trai lẫn mẹ. Giữa cơn đau tận cùng, tôi bén duyên vào quy y cửa Phật. Ban đầu tôi cũng chưa thực sự quy y, ngồi đọc kinh mà đầu cứ nghĩ này nghĩ nọ. Đến một ngày, tôi đọc được kinh sám hối và thấy quá đúng với mình. Tôi càng đọc càng khóc. Khi nhận ra mình đã phạm quá nhiều tội lỗi, lúc đó tôi nhớ lại hết những người mình đã từng gây tội, rồi gọi điện cho từng người để xin lỗi. Sau khi được mọi người tha lỗi, tôi cảm thấy tảng đá sau lưng nhẹ đi rất nhiều. Kể từ ấy, tôi đã suy nghĩ khác và sống theo phương châm. Thà người ta phụ mình, chứ mình không phụ người ta. Mình sống bằng cái tâm ngay thẳng, sống tốt, sống nhẹ nhàng và không làm ai đau khổ vì mình nữa. Nói vậy chứ làm không dễ, theo Phật khó lắm. Tôi nhớ có một lần tôi lễ Phật mà lòng vẫn nặng trĩu buồn phiền, hận thù. Nhưng khi vừa bước ra thì đọc được câu, hận thù không thể xóa được hận thù, chỉ có lòng từ bi xóa được hận thù. Lúc đó tôi bật khóc và quyết thực hành trong cuộc sống. Bây giờ tôi làm đạo diễn áp lực còn nhiều hơn diễn viên, nhưng không bao giờ cạnh tranh triệt hạ nhau. Trong công ty của tôi, mọi người luôn nhẹ nhàng, nói năng bình tĩnh với nhau.